Hãng bán lẻ Tesco vừa qua đã báo lỗ 6,4 tỷ đô la Mỹ, nhưng đối với CEO được bổ nhiệm hồi tháng 9 năm ngoái thì hãng này kỳ vọng có thể sẽ trở mình. Trong tháng 4, hãng bán lẻ Tesco tiết lộ tổn thất hàng năm lên tới 6,4 tỷ đô la Mỹ, con số tồi tệ nhất trong 96 năm hoạt động của hãng. Vấn đề của Tesco ngày càng chồng chất từ sau vụ bê bối thổi phồng lợi nhuận. Doanh số bị ảnh hưởng sau nhiều năm, thị phần bị thu hẹp và cạnh tranh giá cả khốc liệt. Doanh thu trong quý đầu tiên mặc dù giảm 1,3% nhưng không xấu như dự kiến. Tuy nhiên, hãng đã có một vài cải thiện từ khi giám đốc điều hành mới Dave Lewis được bổ nhiệm hồi tháng 9. Sự chuyển đổi mới vừa bắt đầu nhưng chúng ta có thể hy vọng nó sẽ tiếp tục diễn ra. Kết quả đầu tiên không quá tệ và tôi cho rằng Tesco sẽ phải lạc quan mà chờ đợi những gì mà CEO mới có thể làm. Sau khi trở thành CEO của Tesco, Dave Lewis đã cắt giảm chi phí và bán bớt tài sản nhằm thống nhất lại tài chính bị phân mảnh và tập trung vào phát triển thị trường nội địa.